Hello, xin chào mọi người. Rãnh cười xuất hiện là do vùng gò má giữa của chúng ta bị mất mô kết hợp với mất collagen và elastin do lão hóa, tạo thành sự chảy xệ vùng gò má giữa. Từ đó hình thành hai cái nếp gấp ở hai bên khóe miệng mà các bạn thường hay gọi là rãnh cười. Thì ngày hôm nay Kỳ sẽ chỉ cách các bạn tập thể dục và khuôn mặt với New Face để cải thiện một phần nào đó, một cách tạm thời cái tình trạng này trên mặt của mình nha. Thì bắt đầu các bạn cũng chuẩn bị cho Kỳ là uống nước thật nhiều vào, vì khi cơ thể đủ nước thì việc dẫn điện vào da sẽ tốt hơn. Kế tiếp là các bạn cần chuẩn bị một loại gel dẫn điện. Các bạn có thể dùng bất cứ loại gel nào là gốc nước cũng được hết trơn á. Và đừng quên một cái bình xịt nước để luôn xịt, để giữ cái lớp gel đó luôn ẩm ướt trên bề mặt. Tất nhiên không thể nào thiếu được New Face. Thì Kỳ sử dụng New Face Mini. Các bạn bật New Face lên và chọn cái chế độ cao nhất, và sau đó thử lên da. Nếu bị điện giật thì các bạn hạ cái level xuống là phù hợp. Ok. Bây giờ các bạn hãy bôi một lớp gel thật kỹ lên mặt vào, massage một chút xíu để lớp gel này có thể thẩm thấu vào da, để giúp cho cái việc cung cấp điện nó tốt hơn. Sau đó chúng ta xịt nước lên mặt và hello, bật máy lên và chúng ta cùng nhau tập nào.
Rồi bây giờ các bạn xịt nước lại thêm vùng mặt bên kia và mở máy lại lần nữa để mình đổi bên mặt hen.
Kỳ hy vọng các bạn sẽ có 10 phút tập thể dục Nuface với Kỳ thật là vui và hy vọng các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Bây giờ thì Kỳ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn lại những video clip lần sau. Bye bye. Bye bye.